Quỳnh xin chào tất cả các con. Vậy là cô và chúng mình lại gặp nhau rồi đấy. Trong hoạt động ngày hôm nay, cô anh sẽ hướng dẫn chúng mình thực hiện thí nghiệm sự kỳ diệu của giấy ăn. Và để thực hiện được hoạt động này thì chúng mình cần chuẩn bị những đồ dùng sau: một chiếc đĩa, một chai nước, một chiếc bút dạ, một ít giấy ăn và không thể thiếu đó chính là những cây bút màu. Đầu tiên, cô sẽ rót nước vào trong chiếc đĩa. Các con chú ý, rót thật nhẹ nhàng, tránh làm rơi nước ra ngoài nhé. Như vậy là cô đã rót xong rồi. Tiếp theo, cô sẽ lấy một tờ giấy ăn. Trên tờ giấy ăn có vẽ sẵn những đám mây. Và bây giờ cô sẽ thả vào trong chiếc đĩa. Các con chú ý quan sát xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Wow, một bức tranh thật là đẹp phải không? Ngoài những đám mây cô đã vẽ còn có những tia nắng, ông mặt trời thật là rực rỡ đấy. Thật là kỳ diệu phải không nào? Bây giờ chúng mình có muốn khám phá bí mật đó cùng với cô không? Đầu tiên, cô sẽ lấy một tờ giấy ăn. Tờ giấy ăn của cô có dạng hình vuông, có hai mặt, một mặt trên và một mặt dưới. Bây giờ, cô sẽ dùng cây bút dạ này vẽ đám mây ở mặt trên của tờ giấy ăn. Các con vẽ nhẹ tay thôi nhé, vì tờ giấy ăn rất là mỏng đấy. Cô đã vẽ xong những đám mây rồi. Tiếp theo, cô lật mặt dưới của tờ giấy ăn đã in sẵn những đám mây. Và cô sẽ dùng bút màu gì đây các con nhỉ? À, màu cam đúng không nào? Cô sẽ dùng màu cam này để vẽ ông mặt trời và những tia nắng. Cô vẽ bằng những nét đứt rời. Ở dưới đám mây, cô cũng vẽ tương tự những nét đứt rời. Vậy là cô đã vẽ xong rồi đấy. Tiếp theo, cô gấp tờ giấy ăn lại như cũ. Bây giờ, cô sẽ thả tờ giấy ăn này vào trong chiếc đĩa. Các con hãy xem điều thú vị gì sẽ xảy ra nhé. Wow, một bức tranh thật là đẹp phải không các con? Đám mây còn có những tia nắng chiếu qua, ông mặt trời thì rực rỡ. Thật là thú vị và thật là kỳ diệu phải không các con? Các con ơi, khi các con thực hiện thí nghiệm này ở nhà thì chúng mình hãy nhờ bố mẹ quay video gửi lại cho cô giáo nhé. Cô giáo sẽ rất là vui khi chúng mình gửi lại video cho cô đấy. Và chúng mình hãy nhớ, khi thực hiện thí nghiệm xong, chúng mình hãy cất đồ dùng vào đúng nơi quy định và đi rửa tay nhé. Hoạt động thí nghiệm sự kỳ diệu của giấy ăn của cô đến đây là hết rồi. Cô chào và hẹn gặp lại tất cả các con.